người ta nên học ngoan ở độ tuổi đi học? Bạn nghĩ sao về điều này? Bạn ấy đang ghi sai. Vì sao sai? Con người ta mà. Bạn này, tôi đồng ý với quan điểm này. Học nấu ăn sớm thì rất là tốt. Câu đó hay. Cảm ơn em, câu đó rất tốt. Học những kỹ năng nấu ăn cơ bản là quan trọng trong cái xã hội hiện đại này. Câu này là tốt. Đúng rồi. Rồi. Tôi muốn để học, để phát triển sự độc lập và sự tổ chức của tôi. Là sao? Em lạc đề rồi. Em lạc đề rồi. Đúng rồi. Bởi vì sao người ta đó? Con người ta nên làm điều này. Vậy cái chủ thể ở đây không thể nào là tôi được. Và chủ thể ở đây không phải là gia đình của tôi. Và chủ thể ở đây không phải là tôi được. Và cái câu này chẳng hiểu cái gì cả. Đúng rồi. Tôi muốn học để phát triển cái sự độc lập của tôi và cái sự tổ chức của tôi. Là sao? Nó không liên quan gì cả rồi. Đặc biệt là tôi giúp mẹ để nấu ăn cho gia đình nếu mẹ bận rộn. Là sao? Cái đề này không liên quan. Đúng không? Hai câu này của em không liên quan. Em thấy chưa? Bởi hai câu này rất là hay. Thầy mừng. Thầy để đọc ra thầy mừng. À lúc này thầy thấy quá tuyệt vời. Viết rất là cơ bản. Viết rất cơ bản. Mọi người viết cơ bản vậy thôi. À, hôm trước thì chia sẻ với mọi người là có một bạn nữ nào tên gì thầy quên nữa. Bạn đã viết rất là tốt, từ ngữ rất là đa dạng, nhưng thầy không muốn mọi người làm như thế. Bởi vì bài thi này là bài thi năng lực phản xạ và các bạn chỉ cần gõ đúng cái basic là gì, viết càng cơ bản điểm càng cao, được chưa? Mọi người phải hiểu chứ, đúng mọi người hả? Rồi vậy ở đây em lạc đề chỗ này. Em xem lại, em nên xem lại cái này nhá. Ví dụ nó này, họ nấu ăn rất là quan trọng. Họ nấu ăn, họ những kỹ năng nấu ăn trong cái lối sống xã hội hiện đại này là rất là cần thiết, đúng không? Và bởi vì con người ta có thể tự chăm sóc bản thân của họ, đúng không? Hay là mình đi thẳng vào vấn đề, tuổi nhỏ, mọi người nên học nấu ăn ở độ tuổi đó, đúng không? Rồi. Con người ta có thể chăm sóc được bản thân của họ. Ngoài ra họ có thể nấu những món ăn ngon cho gia đình của họ. Nếu em dùng của họ là tốt, em dùng của tôi sai mất tiền. Nó hỏi về cái tôi của em đâu mà em trả lời tôi anh chị. Em bị lạc đề. Em bị lạc đề chỗ này, em hiểu không? Vậy các bạn rút kinh nghiệm. Trả lời câu hỏi mình phải đi cho nó kỹ. Rồi, còn lại những bạn gửi bài tập cho mình thì mình thấy đều ổn. Đều ổn. Có bạn này là chưa ổn máy ở cái phần cô xì. Được chưa? Vậy và có một bạn nữa là như thế này. Mình có yêu cầu mọi người là đưa vào Qbot để tập kiểm tra. Đưa vào Qbot để tập kiểm tra lỗi chính tả. Bởi vì sao? Qbot sẽ giúp em nhận diện lỗi sai. Qbot sẽ đề xuất cho em là em sai cái gì, em sai cái gì. Qbot sẽ làm hết. Vậy bạn này rất là rõ. Và trong cái buổi học đầu tiên thầy cũng dặn rất là rõ. Và trong cái clip thầy cũng dặn rất là rõ. Em học em dục bà nó đâu rồi? Đúng rồi. Và em xem đây, này như đâu có được đâu, đâu có được đâu đâu, chẳng trả lời đầy đủ câu và em viết vậy thì chết thay rồi. Viết vậy đi thi bạn biết không? Rồi á, thì mỗi lần thi xong các bạn sinh viên TDU tự hào lắm. À, em học chất lượng cao đó, à, em không thể nào viết sai được. Tiếng Anh thầy cô của trường em nói em là giỏi. Ồ thầy cô em tự sướng với em thôi, còn loài người nó không sướng như thế đâu. Em xem này, viết kiểu này là sao đó có điểm được. Em xem, chủ từ ai này. Rồi, in every morning là cạn từ. Đúng không? Mà làm gì có chữ in every morning. Đúng không? Và cho nó đúng đi. Thì cạn từ phải là dấu phẩy. Cũng chẳng có dấu phẩy. The time I have breakfast is. Rồi tự nhiên am. Ghi hoa đây làm chi. Đúng không? Rồi em ha. Rồi, tự nhiên quá khứ ở đây. Rồi tự nhiên quá khứ ở đây. Rồi tự nhiên bị khơ ở đây. Rồi tự nhiên xong ở đây. Đố em dịch được cái câu này. Tại sao em không đưa lên Qbot? Thầy đưa thử lên Qbot để em xem lỗi sao em nhé. Em nó sửa bạn mình bao nhiêu lỗi. Nó đang đi tìm lỗi. Có thể nhiều lỗi. Mọi người xem. In every 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em rớt bà đó rồi. Em học em rớt bài. 13 lỗi, 43 lỗi, 45 từ mà có 13 lỗi.
Mọi người ha, 45 từ và 13 lỗi thì điểm đâu ra nữa. Anh ấy nó đề xuất này, nó nói này, loài người dùng như sau: every morning I usually have a, rồi usually have a, rồi noodle phải and sometime này, rồi am ghi thừa, rồi am cũng ghi thừa, I work hợp, tại sao lại dùng work hợp, xem lại cái thì, rồi đã là because thì sẽ không có chữ sau, đúng rồi. Nó nói nhiều lắm, em xem lại nghe đó. Keyboard nhận diện lỗi hết luôn, có rất nhiều cái để mà phải quan tâm trong lỗi viết của em. Em nên xem lại ha, năn nỉ em như thế. Đừng như vậy, lỗi của mình là lỗi của bạn mình, vậy mình học, mình rút kinh nghiệm, được chưa? Rồi vậy thầy thấy các bạn một bài tập về nhà mà các bạn viết không đủ này, cái việc đầu tiên là bạn không có làm bài tập đủ. Cái việc thứ hai là gì ạ? Việc thứ hai là gì mọi người ạ? Đó là em không tập kiểm tra lỗi ngữ pháp. Em không tập kiểm tra lỗi ngữ pháp mà em buông xuôi, em viết sao em quăng ở kệ mẹ cha thầy, tao viết tao đưa cho cha thầy nó xem được hay không tùy nó, tao đưa cho nó tròn nghĩa vụ. Nó không được, các bạn tốn tiền chứ thầy có tốn đâu. Phải không? Các bạn tốn chứ thầy có tốn đâu. Rồi, ok bây giờ tiếp ha, bây giờ tiếp ha. Tiếp câu là một tiếp theo. Vậy hôm nay mình sẽ tiếp tục. Mọi người nhớ đây, như vậy cái bài viết của bạn này gớm lắm. Em nên xem lại nghe. Rồi bây giờ câu lạc bộ này, câu lạc bộ tiếp theo, ok, câu lạc bộ đi bay đúng không? Câu lạc bộ này ok, câu lạc bộ tiếp theo đúng không? Như vậy cái kỹ năng viết mọi người nhớ cái nào, nó có bốn phần, đồng ý không? Bốn phần đồng ý không? Rồi phần một nó năm câu và trả lời mã số mấy từ, trả lời mã số mấy từ các bạn, mã là năm từ, đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Rồi ví dụ nó có 5 câu này. Ôi 5 câu này là 5 câu nó đã có trong clip của thầy rồi đó. Thầy nói đi má, có rồi, có clip trong nhóm rồi. What is your favorite time of year? Câu số 2 đó là gì ạ? What is your hobby? Câu số 3 là gì ạ? What is your favorite place? Những câu này nó có hết rồi. What is your favorite sport? Rồi và what is your job? Hỏi 5 câu. Và loài người có 5 câu như thế này. Và 5 câu này là được 5 điểm đó mọi người ạ. 5 câu này được 5 điểm đó mọi người ạ. Nhiều bạn ấy thi viết mới được 4 điểm, 6 điểm. Thầy chẳng biết giải thích như thế nào. Rồi bây giờ mùa ấy thích mùa nào? Ví dụ thầy thích mùa xuân, thầy ghi I like spring. Đơn giản không? Nhẹ nhàng. Sở thích của thầy là gì? I like eating banana. Thầy thích ăn chuối. Ủa ai cấm thầy? Các bạn nữ ăn chuối hàng ngày đó, bình thường. Các bạn nam ăn chuối hàng ngày bình thường. Nhưng mà chẳng lẽ ăn đi thì tôi ăn chuối. Ôi hết cái sở thích khác rồi ạ. Đúng không? Rồi, tiếp. Nơi thích của bạn là gì? I love kệ thầy. Thầy, I love Brazil. Tôi thích đất nước Brazil. Rồi, thể thao yêu thích của bạn là gì? I like bình thường. I love tennis. Ok. Rồi, công việc của bạn là gì? Trả lời giống nhau được bởi vì mình là sinh viên. Vậy tất cả mọi người trả lời I am a student. Nhiều bạn oh no, tôi là bác sĩ. No, tôi là hướng dẫn viên du lịch. Tôi phải ghi là I am a tour guide. Không cần đâu em. Em ghi giùm mình I am a student. Đó chính là lý do vì sao trong email mình hướng dẫn mọi người đăng ký dự thi, mọi người chọn lý do là để tốt nghiệp. Đúng rồi. Rồi, như vậy được 5 câu, đơn giản chưa? Quá nhẹ nhàng, quá tình cảm. Phần 2 trên phần mềm hiển thị 20-30. Mọi người nghe 20-30. Phạm vi 20-30 này, em trả lời max gì em cao lắm là A2. Em có thể đạt được ngưỡng B1. Nhưng để đạt chuẩn B1 trở lên, chuẩn B1 trở lên B2 là các kiểu á, em nên trả lời trong phạm vi 30-40. Tin thầy hay không là tùy các em. Tin hay không là tùy các em. Nhưng các em nên rút kinh nghiệm điều này. Dạ, nó hỏi gì? Ê thằng kia, mày luôn trò chuyện cái gì với bạn của mày vậy? Mày nói cái gì với bạn của mày vậy? Như vậy mình bắt đầu mình ghi ha. Rồi, nói gì? I am really. Thầy có câu nhấn nhập ha. I am really interested in meeting friends. Tôi rất là thích gặp bạn bè của tôi.
tôi rất là thích gặp bạn bè của tôi, đúng rồi, và tôi thường gặp họ, ở cái những cái quán cà phê, hoặc là các công viên. Mình chưa trả lời, chưa đi vào câu hỏi luôn. Rồi bây giờ chúng tôi, và chúng tôi thường trò chuyện về, về việc học và công việc. Khi chúng tôi gặp nhau, meet each other hoặc meet together, kể các bạn, together cũng được. Mọi người như vậy, mình làm màu làm mè. Tóm lại mình được bao nhiêu từ? Mới 28 từ. Thấy chưa? Chưa đủ. Bây giờ mình hiểu này. Tôi thích gặp những người bạn của tôi. Rồi, những người bạn của tôi là gì? Là my friend. Tôi thường gặp bạn, tôi thường gặp họ ở quán cà phê hoặc là các công viên kề nhà của tôi. Next to my house. Này kế vào, chúng tôi thường trò chuyện về việc học và công việc. Khi chúng tôi gặp gỡ nhau, ok? Và lúc nãy được 33 từ. Mọi người thấy không? Mình không cần phải làm cho nó hay, mình không cần phải làm cho nó hay, nhưng mình phải trả lời cho nó đủ ý. Thực ra là mình có một chia sẻ như thế này nè. Trước khi mà con người nó chấm, có sự can thiệp của con người ấy, thì máy tính là công cụ đầu tiên sẽ kiểm diện bạn đang thuộc cái ban điểm nào. Máy tính sẽ giúp mọi người, máy tính sẽ giúp giám khảo kiểm diện, kiểm định là điểm đó là điểm gì. Cho nên em viết càng cơ bản thì máy tính mới kiểm diện và kiểm định được. Thầy dặn rồi đó, chứ đi thi làm màu làm mẹ 60 triệu ạ. Rồi bây giờ người bạn, trên phần mềm nó yêu cầu là một câu là 30-40. Lại tiếp tục, em muốn điểm cao, em phải thuộc bên 40-60. Đó mọi người ạ. Mọi người nhớ những gì mình chia sẻ ở đây, được chưa? Rồi bây giờ anh hỏi ba câu rõ ràng, hỏi gì? Ê thằng kia, mày cập nhật tin tức thế giới như thế nào vậy? World News là tin tức thế giới. Đúng rồi, vậy mình trả lời, mình nói sao? Mình nói gì? I am really, các bạn thấy hôm nay thầy toàn dẫn nhập kiểu này không? I am really interested in reading World News every day. Mỗi ngày tôi luôn thích đọc tin tức thế giới, ok? Và tôi thường cập nhật cái loại tin tức này trên gì? Trên các tờ báo, đúng không ạ? Khi tôi thức dậy, when I get up, đúng không? In the morning. Bên cạnh đó, I like to watch the news on the TV or YouTube. Mọi người xem, được bao nhiêu từ rồi ta? Mới được 34 từ. Ê, mày cập nhật tin tức như thế nào? Đọc tin tức mỗi ngày. Đọc tin tức thế giới đấy. Bằng cách nào? Đọc báo. Nha. Yeah. Và xem gì? Xem TV và YouTube. Ô chết cha rồi, chết rồi, hết ý rồi. Giờ sao đây ta? Mình thêm vào, đặc biệt là I follow some world channel to read the news easier. Đặc biệt là tôi theo dõi một số kênh thế giới để mà đọc tin tức nó dễ dàng hơn. Ấy mày, mình làm màu lên làm mẹ. Ủa, follow là gì? Follow là theo dõi, follow qua cái Facebook, follow qua cái internet để mình đọc tin tức thế giới nó dễ dàng hơn. Tóm gọn lại, cập nhật tin tức thế giới bằng việc đọc báo, xem TV, YouTube và làm gì? Và những cái channel, đúng không? Những cái channel, những cái kênh hoặc là những website gì đó kệ các bạn chứ. Đúng rồi, ok, thế thôi. Mình trả lời làm sao đó đẩy lên được kênh 40 từ là đẹp tuyệt vời. 45 thấy chưa? Dễ lắm mọi người ơi. Thực sự rất là dễ. Nhưng sinh viên mình không để mà thôi. Wow, rồi bây giờ câu này thầy trả lời luôn nha.
Hồi nãy giờ câu lạc bộ này có tên là Debate. Làm sao để gây ấn tượng? Làm sao để gây ấn tượng với người khác? Một số máy tính đi thì nó không ghi chỉ ở Debate mà nó ghi là in front of. In front of 50 people. Ủa, câu này nó đâu ảnh hưởng gì đâu. Nó vẫn hỏi là thằng kia làm sao để gây ấn tượng với mọi người. Câu hồi nãy cũng là làm sao để gây ấn tượng với mọi người. Gây ấn tượng này không phải là mấy thằng sủ nhi rồi xăm người hay là nhuộm tóc hay là lái xe nhanh. No, mình đang thi câu lạc bộ Debate. Câu lạc bộ này có tên là Debate. Như vậy gây ấn tượng với mọi người khi mà nói chuyện với họ, đúng không? Khi trò chuyện với họ, khi thuyết trình, đúng không? Khi gặp gỡ, đó là Debate. Chứ không phải là lái xe hay xăm người. Nhưng mà các bạn, đó, như vậy làm sao để gây ấn tượng? Vậy mình sẽ ghi nhá. Rồi, tôi nghĩ có nhiều cách, there are many ways để gây ấn tượng tốt. Good impression. Chấm cái. Chúng ta nên sử dụng cái body language when we talk to other people. Nghe people. Chúng ta nên sử dụng cái ngôn ngữ hình thể. Ngôn ngữ hình thể có nhiều ngôn ngữ mà. Đúng rồi. Ngôn ngữ hình thể có nhiều ngôn ngữ mà. Cho nên mình dùng cái gì đó mọi người. Mình dùng chữ body language là số nhiều. Ngôn ngữ hình thể để mà trò chuyện với mọi người. Đúng không? Rồi sao nữa? Bên cạnh đó gì ta? Bên cạnh đó là chúng ta phải speak loudly. Và gì ạ? Nói to với một cái ngữ điệu, với một cái ngữ điệu nó thanh thiện. Ngữ điệu thanh thiện được mà. Đúng không? Intonation là ngữ điệu, đúng không mọi người? Đúng không? Và một cái intonation với một cái ngữ điệu nó thanh thiện. Thanh thiện là nó mềm mại, nó uyển chuyển đó mọi người ạ. Nó thật to nhưng mà phải có cái ngữ điệu nó thanh thiện. Đặc biệt là gì ạ? Chúng ta cần phải look at other people when we talk to them. Đặc biệt là phải nhìn người ta. Chúng ta cần, nick là cần, nhìn là look at, nhìn người khác là look at other people. Nick là động từ, look là động từ, dưới hai động từ có chữ to. Chúng ta cần phải nhìn người khác khi ta trò chuyện với họ. Và lúc này được bao nhiêu từ nữa các bạn? Lúc này được 45 từ. Cô đơ vẫn đẹp sao? Thôi, chứ là đơn giản 45 từ rồi đây. Đúng mọi người ha? Rồi, tiếp thằng C. Thằng C nói gì ạ? Tóm gọn câu này là trước khi đưa ra quyết định, đúng không? Chúng ta cần suy nghĩ rõ ràng về hai mặt của vấn đề đó. Câu hỏi này đó. Trước khi mình đưa ra một quyết định, chúng ta cần suy nghĩ rõ ràng về hai mặt của vấn đề, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Bạn nghĩ sao về điều này? Vậy bắt đầu mình ghi. Tôi hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm này. Đúng rồi, chấm. Đấy. Đúng rồi. Việc mà suy nghĩ cẩn thận trước khi chúng ta đưa ra một quyết định có thể giúp ngăn ngừa là revenge, ngăn ngừa những sự thất bại. Chấm cả. Việc suy nghĩ là thinking, cẩn thận là carefully. Trước khi chúng ta đưa ra một quyết định là make a decision có thể giúp ngăn ngừa những thất bại. Đúng rồi. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ có những giải pháp tốt. Giải pháp là gì? Solution để mà giải quyết những cái vấn đề
một cách nhanh chóng. Cách nhanh chóng là gì ta? Quickly. Mình đã suy nghĩ cẩn thận rồi, có nghĩa là mình đã có giải pháp rồi, đúng không ạ? Đặc biệt, đúng không? Đặc biệt gì vậy? Chúng ta có thể có được những kết quả nó tuyệt vời, những kết quả tốt nếu chúng ta suy nghĩ cẩn thận đó. Thế thôi, mình cứ viết rất là đơn giản. Ok, mọi người xem được bao nhiêu từ? Được 39 từ. Thế một từ: tôi đồng ý với cái quan điểm này. Việc suy nghĩ cẩn thận, carefully hả, trước khi chúng ta đưa ra một quyết định có thể giúp ngăn ngừa những thất bại, đúng không? Hoặc những sai lầm. Sai lầm là gì? Là mistake. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ có những giải pháp tốt để mà giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. In particular, đặc biệt là chúng ta có những kết quả tốt hơn nếu chúng ta suy nghĩ nó cẩn thận hơn. Đó mọi người, lúc này mình được bao nhiêu từ? Mình đã được 41 từ. Vậy ổn thấy chưa? Các bạn thấy hiểu không? Có nghĩa này, thầy nói là dễ nhưng với các bạn không hề dễ. Tuy nhiên mình cùng xem xét lại vấn đề. Trong này chỉ có một từ mới với các bạn, có thể là từ này, đúng không? Đồng ý không? Có thể là từ này, đồng ý không? Còn lại thầy không hề sử dụng một từ mới nào ngoài hai từ này nữa. Cái nhất, hạn chế dùng từ mới, hạn chế suy nghĩ những từ quá phức tạp. Mọi người thấy thầy dùng từ rất là simple, rất là basic, không cần phải giống như bạn mình phải với từ ngữ nó cao siêu. Ủa, tụi thầy đâu có đòi đâu, đúng không? Cái thứ hai, mọi người có thấy rằng là tiếng Việt thầy nói làm sao, tiếng Anh thầy viết y chang. Suy nghĩ cẩn thận trước khi chúng ta đưa ra một vấn đề có thể giúp ngăn ngừa những thất bại, những sai lầm. Tiếng Việt thế là hết đi, vậy tiếng Việt sao? Tiếng Anh viết vậy, hết đi là chậm. Vấn đề thứ ba, môi sang thầy chia thì nó hợp lý. Hợp lý là sao? Việc suy nghĩ là chủ từ của nó. Chứ khen thì nó khỏi nói rồi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ có những giải pháp tốt, chúng ta sẽ có những kết quả tốt. Giải pháp là nhiều, những kết quả là nhiều. Như vậy mọi người phải xem xét, mình phải dịch lại coi mình dùng từ có đúng hay không. Chứ viết quăng cục đó, thầy ơi em cần B2 thì bài em chứ, em không học thì B2 cũng như không, hiểu không? Như vậy mà không làm được nữa, tệ lắm. Rồi bây giờ có phải là xong phần 1, phần 2, phần 3 là nó sẽ qua phần gì? Qua phần 4. Và trong nhóm mình đã có email rồi phải không? Có rồi. Những bạn cũ đang ngồi đây thì được học rất kỹ rồi. Những bạn mới đã có cái video clip về email rồi. Thầy phải dùng cái tiếng Việt vậy luôn đó. Và hình như bạn chưa xem, thầy sẽ làm thử email cho mọi người xem. Mọi người xem đây, Viết email cho bạn là để làm gì? Để chia sẻ cái cảm xúc vui mừng khi nhận được một thông báo nào đó. Thầy chưa cụ thể nào đó. Rồi, từ cái câu lạc bộ, để mình ghi từ câu lạc bộ với người bạn của mình. Và đưa ra cái suy nghĩ, cái quan điểm về cái thông báo đó. Đó, như vậy thầy chưa nói cái thông báo này là thông báo gì, thầy chưa nói câu lạc bộ này là câu lạc bộ gì. Đây là thi chung chung. Và email hôm nay mình sẽ viết là email chung chung. Rồi mình viết đã. Mình viết ha. Hai, ví dụ như bạn của thầy là bụm. Đấy, thầy bạn thầy là bụm bụp 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 không à. Thầy ghi hai bụm. Rồi. Just let you know how happy and satisfied I was. I was by the time I received the email from our club. I'm sure that you got this announcement as well. I hope that our managers will
Okay, chấm chấm chấm. Đúng không? Hôm nay mình chưa dạy dấu chấm chấm. Đúng rồi, các bạn cũ đã được học rồi. Okay? I believe that we can all learn more useful lessons and skills at this event. Do you agree with me? Okay. Do you agree with me? Tell me your opinion. Opinion. Okay. Love. Tôi tên là Nguyễn Đình Như Hà. Tôi sẽ viết là Nguyễn Hà. Được chưa? Đi thi. Viết email giống thầy không điểm. Nếu em đã xem cái clip về email, em thấy bài email này khác xa cái bài email mình đã viết. Nhưng nội dung viết của nó về nội dung gốc y chang. Dịch này. Bụm ơi, tao muốn cho mày biết rằng tao vui và hạnh phúc khi tao nhận được cái email từ câu lạc bộ. Tao chắc rằng mày cũng đã nhận thông báo này rồi nhỉ. Tao hy vọng rằng mời quản lý của chúng ta sẽ bờ la 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 đi thi sẽ điền chấm chấm này vào. Sau khi điền chấm chấm này vào, câu này chỉ là câu tạm thời. Câu này chỉ là câu tạm thời. Bởi vì em điền vào chấm chấm, em phải điều chỉnh câu đó để email nó logic hơn. Để email nó logic hơn. Được chưa? Vậy mọi người xem, tôi đã viết được bao nhiêu từ tạm thời đến thời điểm này? Được 66 từ. Đi thi người ta yêu cầu bao nhiêu? Người ta yêu cầu 50 đến 75 từ. Đúng không? 50 đến 75 từ. Và mọi người ơi, tôi điền vào chấm chấm là tôi đã thoải mái về số từ. Những bạn mới tối nay chưa được học điền chấm chấm, nhưng bạn cũ đã được học rồi. Và bạn biết không, những bạn cũ bạn đã được học 1 tiếng đồng hồ luôn, nhưng đến bây giờ cuối tuần này nó thi rồi mà nó viết email chưa ra. Thầy chẳng hiểu nó học cái kiểu gì. Cái email nó khác xa cái email không? Có giống đâu. Nhưng nội dung gốc là gì? Vui mừng khi nhận được thông báo nào đó. Có không? Có. Rồi, đưa ra suy nghĩ quan điểm là câu này nè. Câu này là câu điều chỉnh khi điền chấm chấm nè. Ôi trời ơi, thế thôi mà sinh viên mình không làm được. Thì chẳng ai làm được cả. Chẳng hiểu cái gì. À rồi, bây giờ đó là email bạn. Rồi, email bạn đi thi là được bao nhiêu? 50-75 từ. 50-75 từ. Và bạn sẽ được 5 điểm. Anh định mệnh có 50-75 từ và 5 điểm. Điên hay không chứ? Rồi, bây giờ quản lý. Email quản lý. Nó chỉnh chu đó. Trong cái clip thầy cũng dặn gì? Sau họ tên không chấm nhé. Đi thi nó phản chấm. Họ tên. Các bạn rút kinh nghiệm này. Họ tên là không dùng dấu chấm. Dấu chấm chỉ dùng khi hết một câu. Được chưa? Nghe thầy nói này nha. Rồi, khi ký họ tên cũng vậy. Ký họ tên đừng gạch đích. Mọi người thấy những cái người mà giàu có, những cái người đại gia thật sự, nó có bao giờ ký tên gạch đích đâu. Là cái thứ hai. Cái thứ ba này, tốt nghiệp rồi đi làm nhớ này, email của mình đừng để con số trong đó. Email phải là chữ. Nó mới thi đẳng cấp được, đúng không? Đẳng cấp trình độ đại học được chứ. Okay, rồi. Rồi, quay trở lại đi. Email quản lý gì? Viết một email để cảm ơn người quản lý đã thông báo đúng không ạ? Về cái sự kiện nào đó, đúng không? Nào đó. Rồi, nhân tiện đó cũng gửi lời cảm ơn người quản lý đã hỗ trợ và giúp đỡ trong thời gian tại câu lạc bộ. Rồi, và đồng thời đưa ra cái suy nghĩ về thông báo ấy và viết từ 120 đến 225 từ. Và lúc này mọi người được 15 điểm. Ado email quản lý 15 điểm. Email quản lý một mình nó 15 điểm. Em chuẩn bị kỹ càng, em gõ cái bụp số là được 15 điểm. Bây giờ mình sẽ viết một email mà khác với cái clip cho mọi người xem. Khác thôi, không được thay đổi nghĩa gốc. Nghĩa gốc là gì? Nghĩa gốc là cái lầy lầy. Đấy, là cái cảm ơn người quản lý. và nói rằng là rất vui nè. Đấy, đúng không? Đã nhận được thông báo nè, đúng không? Rồi, bắt đầu mình sẽ viết nha.
Như sơ siệt mà đã. Xin chào, xin chào bà. Các bạn đạo Sài Gòn, ở trên trường thầy dạy cho mọi người là đi sơ o ma đam, đúng không ạ? Nhưng mà lúc thầy dạy online là đi sơ siệt ma đam, không sao cả. Em viết một trong hai cách đều được. Và tuyệt đối không có quốc họ tên đầu tiên nha. My full name is. Thầy buồn cười lắm. Buồn cười cái nhóm thanh hai ai dú gì đó. Artist and ví gì đó. Nó vào nó copy nội dung của thầy xong rồi nó không biết dạy cái gì hết. Nó nói em ơi, câu đầu tiên em ghi họ tên, my full name is Nguyễn Thị Bụng, rồi em viết nhé. Làm gì có câu này. Bởi vì lúc ký tên là em ký tên, rồi em làm gì có my full name is Nguyễn Thị Bụng đâu đây nữa. Đúng rồi, vậy bây giờ mình viết nè. Mọi người xem nè. Đấy. Rồi I am writing thầy sẽ biết I am sorry, I am writing this email regarding your news with I received 2 days ago. By the way, I would like to suggest one solution to this announcement. Okay. In fact, we are really happy and satisfied when we receive quá khứ thì thằng này quá khứ. When we receive your news. Is it just what? We have been waiting for a long time. Hoặc là gì? Since last month. Being a loyal member, I would like to send my detail to you and your staff. You have been trying a lot to bring well organized. Activity for us. Okay. Đúng rồi. And I am sure that other members have a meaningful suggestion to this new. How personally I suggest that you should blah 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 blah. Is it no doubt that we can learn more lesson and skill by the end of this event. I hope you would consider my suggestion. Xuống dòng ghi câu mặc định. Câu mặc định là gì? I look forward to receiving your email as soon as possible. Xuống dòng ghi mặc định, trân trọng và ký rõ họ tên Nguyễn Hà. Ok. Và lúc này mọi người xem, trong vòng 3 phút mình đã gõ được bao nhiêu từ? Trong vòng 3 phút mình đã gõ được 141 từ. Vậy đi thi, sau khi điền chấm chấm này vào, câu này được gọi là câu điều chỉnh. Điều chỉnh là sao ta? Mình điền vào cho phù hợp bối cảnh. Sau khi phù hợp bối cảnh, mình điều chỉnh câu liền kề cho nó logic với vấn đề xảy ra. Mọi người thấy không? Mình dạy sách kỹ, mình dạy cái lớp ngày 22 tháng 11 cũng sách kỹ, mà định mệnh không ai viết được hết. Thầy dám tự tin, thầy nói không ai viết để thỏa mãn được hết. Các bạn chỉ viết ở góc độ là ổn và tạm ổn, mà người chẳng viết để đạt được 15 điểm. Rất đáng lo ngại. Đúng rồi, rất đáng lo ngại. Các bạn xem. Xin chào ông, xin chào bà. Tôi viết email này
để liên sorry liên thầy dịch chính xác này, liên quan đến cái tin tức mà ông bà đã gửi cho tôi cách đây 2 ngày, tôi xin viết email này, đúng không ạ? Nhân tiện đây tôi cũng xin đưa ra một giải pháp cho cái thông báo đó. Thực vậy chúng tôi đã thực sự hạnh phúc và rất là vui mừng khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn. Đây là những gì mà chúng tôi đã chờ đợi kể từ tháng vừa rồi. Là một thành viên trung thành, tôi cũng xin đại diện để gửi lời cảm ơn của tôi đến với bạn và đội ngũ nhân viên. Các bạn đã và đang nỗ lực để mang lại nhiều các hoạt động có ý nghĩa cho chúng tôi. Và tôi chắc rằng mọi thành viên khác cũng có những giải pháp của riêng họ. Cá nhân tôi, riêng tôi đề nghị bạn nên. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi có thể học được nhiều bài học, học được nhiều kỹ năng khi tham gia cái sự kiện này. Tôi hy vọng ông bà sẽ xem xét lời đề nghị của tôi. Và tôi mong đợi nhận được email của ông bà càng sớm càng tốt. Trân trọng, ông Nguyễn Hà đã viết. Oh yeah, em viết em dùng từng nó phải rõ ràng. Đúng rồi, chắc em dùng cái bụp 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 bụp, em dùng nó chẳng ra gì hết. Bây giờ tôi cho bài viết này của tôi dở. Tôi chẳng tự tin về nó, nhưng tôi dám chắc tôi đã khác được cái bài gốc ban đầu. Cái bài viết ban đầu trong email clip ấy, trong cái video clip ấy, đúng rồi, vậy tôi nó khác rồi, nhưng tôi cảm thấy nó dở quá, tôi lấy 10 điểm thôi. 10 điểm email bạn tôi lấy dở quá, tôi lấy 4 điểm thôi. Vậy phần email tôi đã được 14 điểm. Phần 1 tôi viết dễ mà, tôi lấy được 5 điểm. Phần 2 10 điểm, tôi viết dở quá, tôi lấy 8 điểm. Phần 3 15 điểm, tôi viết dở quá, tôi lấy 12 điểm. Tôi cộng lại tổng 4 cái góc này, 20, 20, 19, tôi được 39 trên 50 điểm. 39 trên 50 là B1, B2 rồi mọi người ơi. Đúng là B2 rồi mọi người ơi. Vậy có nhiều đứa đi thi nó không đạt được 30 điểm, nó không đạt được 10 điểm luôn. Chẳng ai cứu mọi người cả, học cho nó ra hồn. Đúng không? Nó có clip sẵn hết rồi. Ông thầy giảng rất chi tiết, mọi người thấy không? Thầy giảng rất là chi tiết. Bây giờ mình qua câu lạc bộ tiếp theo. Câu lạc bộ tiếp theo mọi người, câu lạc bộ này có tên là câu lạc bộ tiếng Anh nhỉ? Câu lạc bộ English là tiếng Anh. Ê thằng kia, mày sử dụng tiếng Anh khi nào vậy? Nhiều máy nó không dùng cái câu "Where do you use English?" Nó dùng cái câu là "In what situation do you use English?" Rồi nó chạy về, nó thấy ơi đề mới, thầy ơi đề mới, mới cái bản mặt em. When do you use English? Bạn sử dụng tiếng Anh khi nào, trong bối cảnh nào? Situation là bối cảnh. Ê thằng kia, mày sử dụng tiếng Anh trong bối cảnh nào vậy? Nó giống nhau mà. Đúng không? Vậy mình trả lời. Tôi rất là thích, mọi người thấy. Hôm nay tôi dẫn nhập vào một cái kỷ viên. Tôi rất là thích. Sử dụng tiếng tôi rất là thích học tiếng Anh nha. Đấy, học tiếng Anh rồi. Tôi rất là thích học tiếng Anh nói. Rồi, tôi luôn luôn cố gắng để mà sử dụng tiếng Anh trong cái cuộc sống hàng ngày, in daily active, trong những hoạt động hàng ngày. Đó, chấm. For example, I use English to talk to my friend and teacher at school. Chấm. Moreover, I use English to do cái English exercises. Đó. Ok, thế thôi. Nhìn này, for example, ông thầy dùng dấu phẩy, thấy chưa? Bên lỗ mũi ra nhìn này. Moreover, ông thầy dùng dấu phẩy này, bên mắt ra nhìn này. Thấy mọi người đồng ý chưa? Và lúc này ông thầy của mình, ông sách là dở nhưng ông ghi được 38 từ. Phần này chuẩn của ông thầy nói là bao nhiêu mọi người? Chuẩn nhất là 30-40, thấy chưa? Ông thầy rất là dở, dở tệ luôn đấy, nhưng ông thầy ghi được. Ý, tưởng, đồng ý, chấp nhận. Câu cú, đồng ý, rõ ràng. Chủ vị, rõ ràng. Tiếp phải xả mô, mò rổ vơ, rõ ràng. Thầy có dám nói thầy là đỉnh đâu? Đúng rồi. Ok mọi người thấy được chưa? Rồi. Các bạn. Cho thầy câu này coi. 40 60 từ. 40 60. Ê thằng kia, mày học tiếng Anh như thế nào vậy? Có nhiều bạn
có nhiều bạn đi thì câu hỏi này nó không hỏi như thế. Nó này, your experience of learning English. Cái experience là gì? Là cái trải nghiệm. Cái trải nghiệm học tiếng Anh của mày như thế nào vậy? Chứ không phải là, không phải là cái kinh nghiệm. Cái trải nghiệm có nghĩa là mày học tiếng Anh với giáo viên hay học tiếng Anh một mình, đúng không? Đó, hay là mày học trên YouTube, hay là mày đến trung tâm ngoại ngữ của ông cá mập lòi đuôi rồi gì đó. Đấy, mày học như thế nào vậy? Rồi mọi người viết đi. Bây giờ là 8:03, đến 8:08 thầy sẽ sửa. Câu này là câu thầy sẽ cùng giải với mình cái này. Ha, mình xem thử xem. Tôi thích học tiếng Anh một mình. Mỗi ngày tôi luôn dành thời gian để học 4 kỹ năng. Ồ, tôi ấy. Bên cạnh đó tôi thích nghe những cái podcast bằng tiếng Anh. Những cái podcast bằng tiếng Anh. Đúng rồi. Nó giúp cho tôi học để cải thiện. Nó giúp cho tôi học để cải thiện. Nó kỳ lắm. Nó kỳ lắm. Nó giúp cho tôi học để cải thiện. Nó kỳ lắm. Nó giúp tôi cải thiện chứ làm gì học để cải thiện. Nó giúp tôi cải thiện cái kỹ năng nghe và kỹ năng nói. Đặc biệt là tôi đọc những quyển sách tiếng Anh về cái kinh doanh và các kỹ năng bán hàng. Ok rồi. 46 từ. Good. Bỏ chữ learn to hồi nãy là ổn. Dạ, yeah, rồi. Bạn này đồng ý. Có kinh nghiệm. Rồi. Bạn này, em không muốn đi thi à? Em viết 30 từ bố thằng nào nó chấm. Hoặc cao lắm em được. 30 là xác đúng, là cao lắm em được A1, A2 hết cỡ. Thầy xin lỗi, thầy dùng cái chữ nó bố mày đi nhá. Thầy rõ ràng. Nghe, rồi. Có nhiều cách. Cái này sai rồi. Không có waste learn. Waste learn là gì? Waste là danh từ. Learn là động từ. Có thể nào mà danh từ và động từ đi với nhau được? Không được, sai. Có học tiếng Anh tại lớp hoặc trên mạng. Mạng Internet là danh từ duy nhất. Vậy phải có chữ đờ. Sai chỗ này luôn. Sách luôn luôn số nhiều, không bao giờ nằm cô đơn. Tôi đọc những quyển sách tiếng Anh và tôi xem cái clip. Clip, nhiều clip. Clip là danh từ. Study là động từ. Danh từ với động từ không thể đi với nhau luôn. Vậy tóm gọn là em cao lắm, chỉ được A1 hoặc là A0 chứ không được A2 luôn. Chết rồi. Thấy chưa? Mọi người, vì sao mình đẩy lên 40-60? Có ý đồ hết. Mình có ý đồ, mình không nói với mọi người thôi. Mọi người xem, người ta gạch hai từ này. Nó sai, người ta gạch. 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 Và đố em đếm được bao nhiêu từ? Mới 2-3 từ rồi. Xong, xong phim A0. Thấy chưa? Em để ý lại rồi. Tôi thích học tiếng Anh và tôi thường học tiếng Anh với giáo viên của tôi. Giáo viên của tôi dạy tôi tiếng Anh về nói và đọc. Không có dạy tôi tiếng Anh về nói và đọc. Mà dạy tôi, giáo viên của tôi dạy tôi các kỹ năng đọc, kỹ năng nói tiếng Anh. Làm gì dạy tiếng Anh về nói và đọc là sao? Cái nghĩa tiếng Việt nó không logic nè. Bạn này đang có vấn đề về ngôn ngữ nè. Đúng không? Ok, đúng rồi. Đây, dạy cho tôi các kỹ năng. Thầy xin lỗi nha, thầy dùng cái từ có vấn đề, em đừng có buồn, thầy hay nói vậy lắm. Rồi, tôi thường học tiếng Anh với những người bạn. Em, cái này nói giáo viên, dưới này nói bạn. Rồi, đồng ý luôn đi, bắt bẻ bạn mình gì. Rồi, bên cạnh đó tôi cũng thường học tiếng Anh với bạn. Chúng tôi giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Tốt, cái này nè, để cải thiện các kỹ năng. Rồi, đặc biệt là tôi cũng xem các bộ phim bằng tiếng Anh để học và đọc tiếng Anh. Xem phim tiếng Anh để học để đọc tiếng Anh là sao? Giống hồi nãy đấy. Tôi xem cái video bằng tiếng Anh để học để đọc tiếng Anh là sao? Để học để đọc tiếng Anh là sao? Đúng không? Để học với xem các bộ phim tiếng Anh là gì? Để học những cái English word and pronunciation. Linh Trang, em dùng vậy tốt hơn. Thầy không nói thầy tốt, nhưng nếu em dùng được như thầy, nó hay hơn cho em. Mình dịch này, tôi xem những bộ phim bằng tiếng Anh để học các từ vựng và phát âm. Ổn hơn đúng không, Linh Trang hả? Rồi, hay là Trang Đồng gì đó thầy cũng biết nha. Thầy gọi như thế đã. Rồi, Hương Trần, tôi học trên YouTube. Tôi học kỹ năng nói và nghe YouTube. Bên cạnh đó tôi đến câu lạc bộ. Câu lạc bộ tiếng Anh là số nhì? Ừ, em phải biết thôi nhé.
đọc phát âm từ giáo viên và những thành viên là số nhịp members. Đặc biệt tôi xem phim để học các từ vựng. Ok, em chỉ cho thầy cái S này. Giáo viên là một người được nhưng thành viên phải nhiều người. Bởi vì em dùng chữ other này, anh dùng chữ other này. Đúng ạ. Rồi. Và chữ skill này cũng phải có S. Bởi vì hai kỹ năng ở đây nè, em thấy chưa? Nó bắt bẻ đó, nó bắt bẻ mình đó. Đúng không Hương Trần à? Rồi, tiếp. Bích trà, tôi thường sử dụng Internet để học tiếng Anh. Sử dụng Internet để học tiếng Anh, câu này đang có vấn đề. Sử dụng Internet để học tiếng Anh, câu này đang có vấn đề. Tôi thường học tiếng Anh trên Internet. Hoặc là tôi sử dụng máy tính để học tiếng Anh trên Internet. Chứ làm gì tôi sử dụng Internet để học tiếng Anh. Nó kỳ quá đúng không? Internet ở nhà này có Internet này. Tôi sử dụng Internet. Internet tới đây học. Sao nữa? Em viết lại câu này, cái nghĩa nó lại đi. Tôi thích viewing. Viewing là xem ấy. Viewing là xem ấy. Những bộ phim bằng tiếng Anh. Và cái nhạc bằng tiếng Anh trên YouTube. Bên cạnh đó thỉnh thoảng tôi xem video trên Facebook với phụ đề tiếng Anh. Rồi, nó giống, thực ra là cái này, nó giống trên này. Nó là một. Nhưng mà nó khác cái là trên Facebook, right? Tôi học study for website. Tôi sử dụng website để luyện tập đọc nghe để tiếng Anh. Câu đang có vấn đề. Bây giờ website không thể sử dụng website để học đọc nghe được. Thầy chưa nói về khúc sau nha. Giống hồi nãy. Mạng ơi, mạng xuống đây sử dụng website chạy đây sử dụng nó. Tôi học đọc và nghe trên website study for thì được. Làm gì tôi sử dụng cái này, đúng rồi. Rồi bây giờ dịch cái khúc sau này. Để luyện tập đọc và nghe đối tiếng Anh em bị luôn. Hồi nãy giờ các bạn bị cái này, không biết là các bạn đã ở chung phòng chung giường hay không, nhưng mà thấy bạn viết kiểu này không. Để luyện tập cái kỹ năng đọc và kỹ năng nghe tiếng Anh, English reading and listening skill. Cho nên làm gì có để luyện tập đọc nghe đối tiếng Anh là sao? Các bạn đồng ý không? Rồi tiếp. Em ơi, rồi tôi thích học tiếng Anh với bài. Tôi thường làm để thư viện để học là sao? Em, tôi thường làm để thư viện để học là sao? Vô nghĩa. Vô nghĩa, chẳng có nghĩa gì đâu. Tôi thường làm. Bây giờ nó không phải thầy. Tôi thường làm bạn gái của tôi vào cuối tuần tại thư viện để học tiếng Anh. Dịch như vậy là quá bậy. Đúng không ạ? Vậy câu này không ra nghĩa được rồi. Bây giờ làm đối thư viện à? Không phải thầy ơi, làm bạn gái ở thư viện vào cuối tuần để học tiếng Anh. Ôi cũng lại không được thầy ạ. Vậy câu này nó vô nghĩa. Đấy, khoa đổ ha. Thầy biết tiếng Anh đó, em rất là giỏi. Rồi, nghe em sao lại. Tôi thường xem clip với phụ đề tiếng Anh. Những phụ đề tiếng Anh trên YouTube mỗi ngày. Mỗi ngày là tách ra, không bao giờ dính chùm. Và chữ mỗi ngày là cạn từ chữ đi ra. Nó đứng cuối câu á. Xem cái bộ phim trên YouTube để luyện tập kỹ năng nói và kỹ năng đọc mỗi ngày. Người Việt của mình là mỗi ngày trên YouTube. Trên YouTube mỗi ngày. Vì sao? Cạn từ chỉ thời gian đứng cuối câu. Trước nó là cạn từ chỉ nơi chỗ. Nơi chỗ là YouTube nè. Rồi. Tôi khao khát, tôi thích học tiếng Anh lắm. Và tôi thường học tiếng Anh ở trường học dưới sự hướng dẫn của giáo viên, của những người giáo viên của trường học. Không có giáo viên của trường học. Không có giáo viên của trường học. Em biết tầm bậy rồi. Giáo viên của chúng tôi tại trường học. Thì được. Giáo viên của trường học của chúng tôi. Em bị sai rồi. Làm gì ai viết chữ school. Giáo viên của trường học, bỏ đi. Bên cạnh đó tôi luyện tập tiếng Anh bằng việc xem và nghe. Hai hoạt động không thể nối với nhau bằng dấu phẩy. Hai cái nối với nhau bằng chữ and. Tôi có một con chó và một con nhỏ bạn gái. Xin lỗi mọi người. Tôi có một con vịt và một con chó. Tôi có vài chứ rồi. Đặc biệt là tôi thường dành thời gian rỗi để đọc sách tiếng Anh và báo tiếng Anh. Rồi ok. Tuấn Trường 37 từ. Không cố gắng nổi. Tôi thích học tiếng Anh lắm. Tôi học tiếng Anh khi tôi còn nhỏ. Nè sao nè.
I've been learning. Em đang dùng cái hiện tại hoàn thành thế biểu thì em không nên ghi là when I were young. Mà em dùng cái chữ gì? Since. Người Việt mình đang có vấn đề. Từ khi tôi còn nhỏ. Khi tôi còn nhỏ là lúc mày còn nhỏ á, là mày đã học trong quá khứ thôi, chứ không thể nào kéo dài hiện tại. Mà mày dùng chữ since á thì trước since là hiện tại hoàn thành, hoặc là hoàn thành thế biểu, và sau since là quá khứ được mới đúng. Rồi. Tôi thường học tiếng Anh với giáo viên tại trường. Bên cạnh đó, tôi cũng học tiếng Anh trên cái video YouTube viết về vợ. Đúng không? Em ché ra là tự nhiên em thêm từ tôi học tiếng Anh à, tôi học tiếng Anh đúng không? Bởi việc xem các cái video on YouTube or Facebook. Lúc này em đã kéo dài lên được 40 này. Thầy tin luôn á em ạ. 41 từ luôn, thấy chưa? Kỹ năng dùng từ nó quan trọng lắm. Chữ sometimes không thể nào không có ad. Không có ad nó mang một nghĩa khác. Mọi người xem nè, thầy ghi nè. Sometime I will be a pilot. À, một lúc nào đó ở tương lai, tôi sẽ là một phi công lái máy bay bà già. Ví dụ như thế đúng không các bạn nam ạ? Đấy, như vậy. Đây là một lúc nào đó ở tương lai tôi sẽ làm điều đó. Còn thỉnh thoảng đôi khi là chữ sometimes em à, em xem lại nhé. Rồi. Tôi đọc sách tiếng Anh để luyện tập. Tôi đọc sách tiếng Anh để luyện tập. Luyện tập cái gì? Không rõ. Luyện tập cái gì ở đây? Em phải rõ chữ practice, không đứng một mình được. Xem lại. Rồi. Học ngoại ngữ là một trong những sở thích của tôi. Cụ thể hơn, đó là tiếng Anh. Làm gì có kiểu này? Làm gì viết kỳ vậy? Học ngoại ngữ là một trong những sở thích của tôi. Cụ thể hơn, đó là tiếng Anh. Nó kỳ lắm, nó kỳ lắm chứ không phải là sai. Em không sai, nhưng nó kỳ lắm. Nó kỳ lắm em ạ. Dịch nó chẳng có hồn gì cả. Rồi, tôi thường học tiếng Anh tại nhà với em trai. Em ơi, nghe lại đây. Trạng từ chỉ thời gian đứng cuối câu. Trước trạng từ chỉ thời gian là trạng từ chỉ nơi chốn. Vậy không có thời gian thì thằng nơi chốn ở cuối câu. Cái gì nữa? Học tiếng Anh với em trai ở nhà. Người Việt mình nói là học ở nhà với trai. Sao mà ở nhà với trai được? Ở nhà với trai là sao? Thấy chưa em? Thấy chưa? Rồi. Đôi lúc tôi đi đến thư viện để học tiếng Anh với bạn. Đặc biệt là tôi thường xem cái video Watch this movie online every dinner. Mỗi cái bữa ăn tối. Em ạ, dinner là bữa ăn tối chứ không phải là bữa tối nha. Nếu em dùng chữ dinner, em sẽ không đạt được điểm cao đâu. Dinner là bữa ăn tối, bữa tối là every night. Em xem lại giùm thầy cả. Rồi, bạn trang trần 35 từ à. Càng quá trang trần à. Càng quá, người mẫu ở đây nè. Tôi học tiếng Anh thông qua các trung tâm. Không thể thông qua được. Không thể thông qua trung tâm được. Trung tâm là nơi chốn thì không thể dùng giới từ true. Nếu không có cái đó mà có cái này thì được. Thông qua cái khóa học đại học. Nhưng mà khóa học đại học cũng không được. Vậy em đang sai đấy nhỉ? Sai đấy, em xem lại. Em đã dùng nơi chốn. Em phải xem lại cái thằng này. Mà đã là nơi chốn thì em phải dùng lại giới từ. Rõ ràng là em sai. Tôi học tiếng Anh thông qua YouTube, Facebook và những khóa học online tại nhà. Thông qua hoài à. Thông qua hoài à. Thầy chẳng hiểu thông qua là cái gì. Thầy chẳng hiểu trong suy nghĩ em chữ through là cái gì à. Em sao lại như trang trành ha. Tôi học vocabulary combined with grammar review là sao? Tôi học từ vựng kết hợp ngữ pháp ôn tập là sao? Xem lại, em xem lại câu này. Mỗi ngày tôi dành một tiếng luyện tập. Luyện tập cái gì? Luyện tập yêu, luyện tập tắm, luyện tập bơi, luyện tập cái gì? Đúng rồi, em xem lại. Cái này nó không sai đâu. Nó muốn dùng vậy nè. Bởi vì em dùng chữ practicing, nó không định danh được luyện tập cái gì, cho nên nó bắt buộc là có dấu gạch. Đó, em thấy chứ, em sai đó. Căng quá. Rồi, 5-6 rồi. Thực sự tiếng Anh là khó với tôi, nhưng bởi vì công việc tôi phải cố gắng để học.
Không ai nói nhưng bởi vì công việc cả. Không ai nói nhưng bởi vì cả. Anh xem lại, tiếng Anh thì rất là khó với tôi. Tuy nhiên, tôi phải nỗ lực học tập, đúng không? Để thỏa mãn cái yêu cầu của công việc. Tiếng Việt phải như thế. Nhưng bởi vì công việc không có, tiếng Việt mình không có kiểu việc đó. Đọc sách tiếng Việt nhiều, em sẽ thấy văn nó khác. À, chứ không phải là mấy cái thằng nhà thơ tào lao cái bài bắt nạt rồi gì đâu nha. Các mọi người ha, rồi. Mỗi ngày, từ từ, tôi đã đăng ký cho một khóa tiếng Anh tại trung tâm. Mỗi ngày cô ta cố gắng trả lời email sếp của cô ta bằng tiếng Anh. Em nói cái gì vậy? Em nói cái gì vậy? Mỗi ngày cô ta cố gắng trả lời email của cô ta bằng tiếng Anh. Là sao vậy? Tự nhiên có cô ta ở đây vậy? Là sếp của cô ta ở đâu ra vậy? Vào buổi tối, tôi thường nghe nhạc hoặc là nghe những tin tức để cải thiện tiếng Anh. Ở đây là tôi thì nhảy đây cô ta, thầy chẳng biết cô ta là cái gì. Xong phim. Bạn này xong phim có nghĩa là không được A2 luôn á. Bạn này nên xem lại. Bạn này nên chỉnh sơ. Ok rồi, nên hồi nãy giờ. Được, bạn khúc đầu. Đúng không? Bạn này được. Okay, được hai bạn đầu là thấy ổn nhất. Bạn này sửa cái được chỗ đó là ổn. Còn lại các bạn khác, thầy lo quá, sao mà em được đạt được B1 nữa. Vì vậy không làm bao giờ được B1 hết á. Thầy nói luôn, mọi người nên xem lại. Câu này các bạn sẽ bài tập về nhà. Không cho bài tập về nhà các bạn sẽ chay lì liền. Câu lạc bộ này có trong clip chứ đừng nói thầy là nó không có nha. Bạn thích làm cái gì bằng tiếng Anh? Đó, mọi người về viết đi. Rồi. Tại sao tiếng Anh nó lại quan trọng? Đây là cái câu mới cập nhật trong cái format. Hàng triệu người sử dụng tiếng Anh, học tiếng Anh mỗi ngày trên thế giới. Tại sao tiếng Anh nó lại quan trọng? Bắt đầu ghi. Trong suy nghĩ của tôi, tiếng Anh thì nó quan trọng, đúng không? Bởi vì nó giúp cho con người ta, giúp cho con người ta tiếp cận với cái thế giới, approach the world. Thầy ơi, thầy ta kia abroad là gì thầy? Tiếp cận, cái đó thì tiếp cận không thầy? À, không, em không dùng thì thôi. Giúp cho con người ta learn about the world. Learn là nó không phải là học, mà learn là gì? Là theo kịp, là bắt kịp, là tìm hiểu, là biết, là nhận thức, là có kiến thức. Đúng rồi, phải giả mớ. À, ví dụ có người ta có thể dễ dàng để mà giao dịch thương mại với nhau, do business, hoặc là exchange cái gì ạ? Exchange cái văn hóa của các quốc gia. Và có người ta có thể dễ dàng để mà giao dịch làm ăn với nhau, hay là trao đổi các văn hóa với nhau, đúng rồi. Ngoài ra, bên cạnh đó, việc biết tiếng Anh giúp cho con người ta có một công việc ổn định và lương cao. Well paid job. Đấy, bỏ chữ ờ luôn. Đấy, mọi người xem. Được chưa? Bỏ cái chữ này đi. Mọi người đếm có đủ từ chưa? Đủ từ chưa? Mới 36 từ thôi. Mình xem nè. Trong suy nghĩ của tôi, tiếng Anh nó quan trọng. Thêm một từ vào. Bởi vì nó giúp cho con người ta tiếp cận với thế giới. Cho ví dụ, con người ta có thể dễ dàng làm ăn kinh doanh với nhau, hoặc là trao đổi cái văn hóa với nhau. Bên cạnh đó, việc biết tiếng Anh sẽ giúp cho con người ta có những công việc ổn định và lương cao hơn. Đặc biệt là gì ạ? Con người ta also can open their relationship with foreign people, foreign friends. Đặc biệt là con người ta có thể dễ dàng mở rộng cái mối quan hệ của họ cùng với những bạn bè trên toàn thế giới.
Thế thôi, là cái việc biết tiếng Anh nó quan trọng lắm, chứ không phải biết tiếng Anh để đi cua chai, để tìm những cái thằng trai da đen cao to đen hôi, đúng mọi người, đúng các bạn nam ạ. Đấy, học tiếng Anh để mở rộng mối quan hệ, để mà trao đổi văn hóa, để mà có công việc lương nó cao hơn. Và các bạn thấy mình được bao nhiêu từ? 47 từ. Mình share. Rồi, lại là rồi thành 4 email. Đây thầy mới giảng hai câu lạc bộ thôi đó mà mọi người thấy là thầy có sự đầu tư rõ ràng ha. Đấy. Bóc email này xuống. Bởi vì điền chấm chấm là căn cứ vào cái câu lạc bộ thôi. Đấy, mình chưa dạy lớp mới điền chấm chấm, email này lại đưa xuống cái đề này. Vậy viết một email cho hoàn chỉnh và cho chỉnh chu và thả vào tất cả câu lạc bộ. Oh yeah. Thế thôi, không thi được nữa thì thôi rồi đấy. Đúng rồi, rồi qua câu lạc bộ. Tiếp theo câu lạc bộ này. Mọi người viết cho thầy thằng hai. Thằng hai ha. Rồi, câu này là câu bài tập về nhà nè. Sẽ có bài tập về nhà chứ thầy không làm hết đâu, nó có clip. Đúng không? Rồi, mọi người viết thầy thằng này. Nói cho tôi nghe về một cái nơi bạn thích đi đến là nơi nào? Rồi. Xin lỗi mọi người, bà thầy mất rồi nhưng mà bức xúc quá thầy phải nói điều này. Làm gì mà đến giờ này mà thầy dạy hết rồi mà đây hết. Lỡ mọi người lên trường, mọi người lên cái khoa ngôn ngữ Anh hỏi con biết ông Nguyễn Đình Như Hà không, họ nói cho nghe nha. Thầy còn nhỏ nhưng mà nó có một sự tác động lớn lắm nghe. Rồi mọi người xem ở đây không đúng tí nào cả, được chưa? Rồi em dùng được đây is mà em dùng đây đây hết thì thầy lạy luôn rồi. Rồi đồ ăn cũng rất là thơm ngon, đặc biệt đe bí bồ. Đe bí bồ là gì? Ở đó con người, ở đó con người là gì? Bậy ơi là bậy luôn, học thế này là chết thầy rồi. Thầy sửa cho em như hữu lộc nha. Ấy đừng nói thầy ơi em con trai, em con trai, thầy cũng là con trai. Ok, thầy không phải BD, thầy có vợ có con mà sao BD được. Rồi bởi vì có một bãi biển rất là đẹp và cũng có đồ ăn thơm ngon, đặc biệt là con người tốt bụng và thân thiện, đúng không? Kind and hospital, đúng em, đúng không? Nghe em sao lại chứ. Ok rồi nghe. Còn mình ơi, tôi thích du lịch đến nhiều nơi để trải nghiệm nhiều nền văn hóa và tập quán phong tục, nhưng cái nơi tôi thích và thường đi là Đà Lạt. Nó có em với một câu thầy đi ra tới Hà Nội, thầy thăm bạn bè ngoài đó. Câu này có hội tụ bớt, câu này có hội tụ đại từ quan hệ chỗ này nè. Đây có một đại từ quan hệ ngầm ở đây nè, đúng không? Đồng ý không? Rồi câu này có luôn cho phải. Câu này có luôn chữ sâu, câu này có luôn chữ quan. Rồi câu nó là câu gì? Câu này câu phức cũng không phải là câu phức, câu tạp cũng không phải là câu tạp, câu đơn cũng không phải là câu đơn. Em xé nhỏ câu ra, em đừng làm điều này, em làm sai, thấy chưa? Thấy sai chưa? Rồi thầy hiểu em là em thường đi đến Đà Lạt, đúng không? Bởi vì em có thể tận hưởng được không khí trong lành, đúng không? Để mà thư giãn sau cái giờ học và giờ làm việc gì đó. Nhưng em viết lại đi, nó không đúng. Rồi tôi thực sự thích, tôi thực sự là thích. Rồi chứ in đâu, in rồi. Tôi thực sự thích quận 1. Thầy chẳng biết em nói cái gì. Rồi mình người ta hỏi là em thường đi đến đâu, bạn ấy đi đến quận 1. Tôi thường thích tôi thực sự thích quận 1. Mỗi tối tôi thường đến cửa hàng, đến chợ, đến sở thú. Tối mà đến sở thú coi con chim ở đó à, đúng không? Có một cái bạn sinh viên của cái nhóm kia đó là hey girl, what do you often do every night? Thả con bé đó dạy, thầy có dạy lớp văn căn bản. Nó nói every night I go to the zoo with my boyfriend. Mỗi tối em thường đi đến sở thú với bạn trai. Ủa, tối em với bạn trai đến sở thú, em coi con gì? Vừa phải thôi các em, đúng rồi. Rồi sân vận động, dinh độc lập, y cờ tờ là cái gì? Y cờ tờ là cái gì? Chính xác là ETC,
Mà đã là ATC thì làm gì có gió bay chậm. Đừng chơi chiêu vậy nhá. Và em biết không, làm gì có đợ, làm gì có đợ, làm gì có đợ, làm gì có đợ. Đờ dùng khi nào? Khi nó xác định. Đờ khi danh từ lặp lại lạnh xoay. Em ổn đúng không? Vậy không được nghe mình anh nhé. Đó, thầy góp ý nó nặng lời. Em viết như vậy em chỉ được A1 hết cỡ. Bạn này có thể được A2 nè, bởi vì cái ý tưởng của bạn này nó có. Nhưng vì sao bạn không được B1? Bởi vì câu viết nó không rõ ràng. Bạn này lại được B1 nè, nếu sửa theo thầy được B1 nè. Bạn xem lại câu dễ vậy mà bạn. Mọi người coi thầy làm thử nha. Câu lạc bộ này đi thi mọi người sẽ thấy nó có tên là Travel. Vậy thầy viết cho coi. Thầy viết nó dở thôi các bạn đừng có cười. Ông thầy này viết tệ quá, ông này ngu quá. Ok, thầy rất là ngu. Rồi, I'm really interested in travel, right? And I often spend my vacation to famous places in Vietnam. However, I often go to Dallas City. Cuộc đời thầy chưa bao giờ biết thành phố Đà Lạt các bạn. Thầy đi làm thì vô khách sạn ở cái sáng mai thì đi làm có thể về. Thầy chưa biết Đà Lạt nó nằm ngang hay nằm dọc. Rồi. Tuy nhiên tôi thường đi đến Đà Lạt bởi vì tôi I can enjoy fresh air and good food and good food and good food there. Thầy nói à, thầy chưa đi Đà Lạt nhưng mà thầy nói như đúng rồi vậy đó. Tôi thích đi du lịch lắm. Tôi thường dành các kỳ nghỉ của tôi để đi đến những nơi nổi tiếng ở Việt Nam. Tuy nhiên, nơi tôi thường đi đến áo phần gold chi chứ. Nơi tôi thường đi đến tôi thường đi đến thành phố Đà Lạt. Bởi vì đến đó tôi tận hưởng không khí trong lành và đến đó tôi tận hưởng được đồ ăn ngon. À, nhiều đứa lên Đà Lạt ăn hải sản. Đúng rồi. Đấy, mọi người biết như thế thôi. Mà lúc này nó cũng được bao nhiêu từ? Nó được 36 từ, chỉnh chu mà. Rồi tiếp. Bác. Câu này có bài tập về nhà luôn. Câu này dễ. Thầy dịch câu này chưa? Cái which card là đây? Cái loại kỳ nghỉ đó là kỳ nghỉ nào? Kỳ nghỉ đông, kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ xuân, đúng không ạ? Đấy, kỳ nghỉ 30 tháng 4, kỳ nghỉ 2 tháng 9. Em thích kỳ nghỉ nào? Em ghi loại kỳ nghỉ đó vào và em giải thích ra. Ví dụ tiếng Việt mình nói này. Nãy giờ mình nói không biết các bạn có nghe hay không. Rồi, ví dụ mình nói này. Ví dụ mình nói nè. À, tôi thích kỳ nghỉ hè bởi vì tôi có nhiều thời gian bên gia đình của tôi chấm. Chúng tôi có thể đi du lịch và tận hưởng được nhiều đồ ăn của các nơi ở trong đất nước Việt Nam. Bên cạnh đó, vào kỳ nghỉ hè, tôi có nhiều thời gian để chăm sóc cái khu vườn nhỏ xinh của tôi. Đặc biệt là kỳ nghỉ hè giúp cho tôi lấy lại năng lượng sau 9 tháng học hành mệt mỏi. À đúng, nói tiếng Việt nó dễ nghe. Nói tiếng Việt nó dễ nhưng mà tiếng Anh nó chẳng dễ thì nào. Ha, mọi người về chỉnh chu lại nghe chưa? Thầy làm lần C. Làm C mọi người nha. Cái thằng kia, cái behavior to tourist có nghĩa là gì? Dịch câu này dịch đơn giản thôi. Khách, bạn đánh giá như thế nào đấy về khách du lịch trong quốc gia của bạn. Cái khách du lịch này, hai đối tượng, khách du lịch trong nước và khách du lịch nước ngoài đều gọi chung là tourist, chẳng ai phân biệt. Đúng rồi. Mình phải đánh giá đề cao họ bởi vì khách du lịch là mang lại tiềm năng kinh tế. Đúng rồi, sự phát triển của đất nước của chúng ta. Chúng ta phải khen nó lên, khen đi. Tôi đánh giá cao, tôi đề cao, tôi đánh giá cao appreciate. Đúng rồi, tôi đánh giá cao cái hành vi của những vị khách du lịch trong cái quốc gia của tôi. In my country. Họ luôn luôn biết như thế nào để bảo vệ môi trường khi họ đi du lịch, where they go, where they travel. Đấy.
phải giả mô cho ví dụ. Họ không bao giờ, họ không bao giờ ném rác thải, throw away những cái garbage, những cái waste, they waste một cách bất cẩn cả. Mọi người thấy không? Khách du lịch không bao giờ nó ném bất cẩn đâu. Chỉ có một vài người không phải du lịch mà đi theo phong trào á, đạp nát hết bông hoa luôn thì có. Còn khách du lịch nghiêm túc họ không bao giờ làm điều này. Ê, họ không bao giờ ném rác thải một cách bất cẩn đâu. Đặc biệt họ luôn luôn giúp đỡ những người nghèo bởi việc gì, mua những cái local product, hoặc là giving money. Oh yeah, và lúc này mình đã được bao nhiêu từ? Mình viết rất là dở, được 43 từ. Thầy nói thầy có viết hay đó, nhưng đúng này, đúng ngữ pháp này. Tôi đánh giá cao cái hành vi của các vị khách du lịch trong quốc gia của tôi. Họ luôn biết như thế nào để bảo vệ môi trường khi họ đi du lịch. Cho ví dụ, họ không bao giờ ném cái rác thải một cách bất cẩn cả. Đặc biệt, họ luôn luôn giúp đỡ những người nghèo bởi bằng cái việc là mua những cái sản phẩm địa phương, những cái quà lưu niệm đấy. Chữ quà lưu niệm là souvenirs, bạn có biết đâu. Hãy dùng chữ local brothers. Hoặc là tặng, hoặc là cho họ tiền. Mọi người thấy không? Cái du lịch không phải là cho đâu. Ví dụ như họ mua một cái kẹo 10 ngàn, họ đưa 50 luôn. Họ vừa mua vừa cho. Đó là giúp đỡ. Đó là hành vi của khách du lịch, đúng không? Đấy, mọi người xem. Các bạn mới chưa biết, đúng không ạ? Bữa sau mình biết, đúng không? Cái này nói rất là rõ. Trong clip cũng nói rất là rõ. Thì cho mọi người, đấy, mọi người xem câu bộ này, câu lạc bộ này. How? Thầy sẽ viết phần 2, sau đó mọi người làm phần 3 nghe. Câu nào dễ các bạn tự làm. Ê, hãy kể về cái lần gần đây mày chơi một cái môn thể thao là khi nào? The last time I play a sport. Thầy, cái lần gần đây tôi chơi một môn thể thao là lần gần đây là cách đây 5 ngày. Nhớ, là câu này có đại từ của hệ ở đây nè. Cái lần mà tôi chơi môn thể thao là cách đây 5 ngày. Có bỏ đi. Đó. Tiếng Việt là vậy mà. Lần gần đây tôi chơi một môn thể thao là cách đây 5 ngày. Rồi. Tôi gì? Tôi chơi bóng đá với những người bạn của tôi tại sân vận động Hoa Lư Stadium. À, được chưa ạ? Chúng tôi đã dành hơn 1 tiếng đồng hồ để chơi cùng với nhau, đúng không ạ? Đấy. Rồi sẽ đủ từ chưa ta? Đủ chưa? Đủ 29, mới 29 từ thầy ơi, chết bà thầy ơi, thêm một từ đi thầy ạ. À, một sân vận động Hoa Lư, chúng tôi dành hơn 1 tiếng đồng hồ chơi đùa cùng nhau, giờ thêm sao? Đúng rồi. À, bây giờ là cái đây tôi chơi một môn thể thao là cách đây 5 ngày. Đúng rồi. À, tôi đã chơi bóng đá cùng với những người bạn và đứa em trai của tôi. Được mà, hai cắm mọi người ạ. À? Bây giờ tôi đủ từ thì tôi phải chen từ vào, nó đâu tác động gì về, đâu thay đổi về nghĩa đâu. Mình thấy chưa mọi người? Rồi, tôi có mọi người. Ê, mày thường chơi thể thao với ai vậy? Mày thường chơi với ai? Mình nói ra. Đúng rồi, rồi. Mày thích chơi thể thao đội nhóm hay là thể thao cá nhân? Vậy thầy thích cá nhân, thầy thích đội nhóm, thầy nghĩ à? Tôi thích chơi thể thao đội nhóm. Đúng không? Bởi vì tôi có thể cảm thấy vui và thoải mái, đúng không? Khi mà chơi các cái môn thể thao với những người bạn của tôi, đúng không ạ? Chúng tôi có thể giúp đỡ nhau khi chúng tôi có các vấn đề trở ngại. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể chia sẻ những kỹ năng và những kỹ năng và những kinh nghiệm để trở thành những người chơi giỏi. Đặc biệt là gì? Đủ từ chưa đã? Đủ từ thì thôi, đủ rồi, viết gì nữa? Rồi đây, nhìn này, tôi thích thể thao đội nhóm bởi vì tôi cảm thấy vui và thoải mái
khi chơi cùng với bạn của tôi. Bạn của tôi là chúng tôi rồi đó. Chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau khi tôi gặp các vấn đề trở ngại. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ kỹ năng và trải nghiệm để trở thành những người chơi giỏi. Oh yeah, thế thôi. Đúng như vậy. Rồi, câu này. Câu này thầy biết luôn nha. Chờ các bạn viết là không biết khi nào nó xong. Nhiều bạn nói, ô vậy cái buổi học này là học cho ông thầy, học cho tụi em. Các mọi người cứ bình tĩnh. Các bạn cứ học. Và nếu mọi người thực sự có nhiều thời gian, nếu mọi người thực sự có sự đam mê, thì các bạn viết rồi mọi người gửi cho thầy. Đúng không? Gửi cho thầy. Ông thầy ơi, tôi đóng tiền cho ông rồi, ông nhận xét cái bài của tôi, ông thấy làm sao? Được chứ? Có đàng hoàng không? Mọi người cứ lên tiếng là mình sẽ đáp ứng mọi người chứ. Rồi, một vài người nói rằng thể thao làm cho tụi nhỏ trở nên hung hăng hơn, trở nên bạo lực hơn. Mày nghĩ sao về điều này? Competitive là mang tính cạnh tranh, thích ganh đua. Bây giờ không có thể thao tụi nhỏ nó cũng vậy mà. Bản chất từ gia đình của nó đấy. Nhưng mà thôi, mình đừng có bàn tới vấn đề đó. Mình nói gì? Thế là tôi không nghĩ vậy đâu. I do not agree with this opinion. Tôi không đồng ý với quan điểm này. Bởi vì sao mọi người? Bởi vì những môn thể thao giúp cho tụi nhỏ, giúp cho tụi những môn thể thao xuất hiện, giúp cho tụi nhỏ cảm thấy khỏe hơn, đúng không? Và năng động hơn, more active, healthier and more active. Bên cạnh đó, tụi nhỏ có thể học hành tốt hơn nhờ vào việc chơi thể thao mỗi ngày. Đồng ý không ạ? Đúng rồi. Nó học hành nó tốt hơn đó mọi người. Chứ nó ngồi ở nhà, nó bấm điện thoại không, nó bị gì? Nó bị tưng 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 tưng. Nó bị gì? Nó bị làm biếng. Nó bị gì? Nó bị thụ động. Đúng không? Nó bị tăng động. Chơi thể thao thì giúp nó học tốt hơn đấy. Rồi, đặc biệt, tụi nhỏ có thể mở rộng mối quan hệ của họ, mối quan hệ của chúng. Đúng không? Khi chúng chơi thể thao cùng với người khác. Đồng ý không? Con nít mà đi được chơi đùa là nó sẽ có nhiều mối quan hệ ngay. Được 44 tuần. Thế thôi, rất là đơn giản. Nhưng mọi người à, đấy, chúng ta định hình học cho nó tốt. Cái gì cũng phải cho nó rõ. Bê cái email nó xuống. Mọi người thấy cái gì diễn ra đây? Đó, các bạn thấy cái gì đây? Đó, nó chuẩn chưa? Sao? Vậy khi mình ngồi học ý, mình để cho ông thầy làm cái phần đó, cái phần đó, ông biết sao? Sau đó cái phần 4 làm sao? Đó, mọi người hiểu liền gì đâu. Toàn kỹ năng viết. Hôm sau, hướng dẫn mọi người điền chấm chấm. Và một vài lưu ý. Còn lại là trong clip kỹ năng viết. Đã có cái clip nào? Đúng không? Đã có và sẽ có clip nào? Các bạn phải xem cho kỹ. Xem hiểu nha. Xem hiểu chứ đừng xem cho vui. Bạn không cày YouTube dùm thầy. Thầy vẫn có tiền. Mọi người kênh YouTube thầy vẫn có tiền. Không cần bạn cày. Nên mà chắc ông thầy này kết cài YouTube cho ông. No, các bạn không xem thầy vẫn có tiền mà. Đúng rồi. Nhưng thầy muốn mọi người xem cho kỹ. Không xem, thầy khóa các bài giảng YouTube. Thầy khóa các bài giảng trên YouTube là các bạn sẽ phải trả tiền. Thầy nói rõ luôn. Thầy chỉ cần khóa là bạn muốn xem, bạn phải trả tiền. Nha, thầy nói rồi nha. Xem đi, xem trước khi thầy khóa đi. Được chưa? Chứ để các bạn cứ từng bạn chẳng xem thế nào không ổn đấy. Đó là cái buổi học tối thứ hai này, tối thứ tư này mọi người đấy. Trong buổi học này ông thầy dạy luôn phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 là đi thi 4 phần vậy đó, được 50 điểm đó. Oh yeah, chẳng lẽ không đạt được 50 điểm chán ta, chán lắm cơ, đúng không? À, học đi, học sự nghiêm túc đi. Bởi vì sao? Rớt ông thầy chẳng cho học lại miễn phí. Bởi vì ông dạy đúng, học đúng. Như học rõ ràng thì phải thi cho nó tốt. Được chưa? Ok rồi, bye bye mọi người. Chúc các bạn có một buổi tối nó an lành nhất. Và cố gắng học. Chứ đừng mong chờ Noel nó uống gì ở đây cả. Yeah, bye bye các bạn.